trận đánh vào mục tiêu 53 có lẽ là một cái tổn thất rất là lớn đối với cái B1 C11 của chúng tôi. Thì nó diễn ra một cái trận đánh mà có lẽ là nó không cân sức. Vì thế hầu như như B1 của tôi lúc đó chỉ còn lại là bốn tay súng. Trong một cái tình huống nó vô cùng là khó khăn. Thế thì lúc đó là tôi vẫn nhớ rằng là tôi và năm và hai chiến sĩ nữa là vẫn cố thủ ở trong cái bờ mương ngang là cái bờ mương sâu hơn lúc đó thì thương binh tự sĩ nằm lại trong các cái giao thông hào và bờ mương ở đó còn rất nhiều thì khả năng mà để chống trả lại thì hầu như chúng tôi không còn khả năng nữa nhưng mà chúng tôi cũng không còn cách nào khác đó là phải giữ chốt đến cùng Thế thì tôi xin được kể chi tiết Nó diễn biến như thế này Là Khi quân Buôn Pút nó tấn công lên nhiều lần Nhưng chúng tôi vẫn đẩy lùi được ra Mặc dù quân số chúng tôi thương vong rất nhiều Thế thì lúc này Thì hầu như là tất cả các loại súng Của những anh em đã hy sinh Những anh em thương binh Thì chúng tôi đều dồn lại Và bắn hết khẩu súng này Rồi lại lấy khẩu súng khác Đặc biệt là B-40 B-41 lựu đạn M79 là chúng tôi sử dụng tất cả các loại súng để cố gắng làm sao mà giữ chốt. Bởi vì lúc đó chúng tôi không phải là do cái bản thân chúng tôi nữa. Nếu như mà tôi với năm và hai chiến sĩ nữa và nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến những người thương binh, tử sĩ thì chúng tôi rủ nhau rút ra ngoài hoặc là chạy tháo thân thì có lẽ là năm và hai chiến sĩ kia và bản thân tôi uh, vẫn còn đường có thể là sống nhưng mà vì đồng đội vì uh, thương binh còn nằm lại ở đó nên chúng tôi quyết tâm là chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thế thì trong cái lúc đang khốc liệt như vậy nó đang mù mịt như vậy thì hầu như không có một cái đơn vị nào hỗ trợ với chúng tôi thế thì uh, lúc đó là tôi mới muốn là vượt qua cái bờ mương sang một cái vị trí khác thì tôi mới vừa mới đứng lên và mới chạy được khoảng 3 đến 4 bước chân thì tự nhiên là nghe một loạt đạn nổ về hướng tôi thì lúc đó là tôi bị dính hai viên đạn. Còn một viên đạn nữa thì nó bắn vào đúng khuỷu tay phải của tôi, tức là vào khớp tay trên thì nó bắn vỡ cái khớp đó và đứt động mạch thì khi bị thương như vậy thì tôi chỉ có thấy tê dại đi một nửa người và tôi buộc phải chạy quay lại thì tôi chạy quay lại xuống được bờ mương thì cái vết thương ở ngực thì tôi không biết lúc đó không hề biết trong khi là máu nó chảy đầm đìa hết ra ngực và cả máu đồng đội nữa còn cái bên tay phải thì nó bị vỡ khớp và đứt động mạch thì khi tôi thả cái tay bởi vì cái tay bị vỡ khớp và đứt động mạch thì hầu như nó không còn có khả năng co lên nữa. Tôi sóng xoài cái tay thẳng như thế này thì tất cả là máu nó phun ra phè phè và nó chảy theo cái khớp tay này xuống đến 5 đầu ngón tay là nó cứ chảy thành dòng ra, chảy như là nước. Cũng rất may là khi tôi là tân binh đi vào trong Hồng Ngự Đồng Tháp thì lúc đó tôi được học một cái lớp gọi là cái lớp cứu thương Nên về, về sơ cứu Tôi cũng có biết Đôi chút Thế thì khi động mạch nó đứt Máu nó chảy ra rất nhiều như vậy à, Trong khi là lúc đó là thằng Đinh Văn năm Và hai chiến sĩ nữa là vẫn đang còn quyết đấu Và giữ chốt Còn tôi đã bị thương Trong lúc này thì hầu như anh em không biết tôi bị thương Thì tôi vi Co cái tay lại Co thật mạnh cái tay lại Nhưng mà do bị vỡ khớp và đứt gân thì cái tay tôi không thể co được nữa chỉ còn được cái khớp ở vai thì là co được thì tôi tôi co lên để tôi cố gắng là tôi khép lại để cho cái cái động mạch nó 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 không chảy máu được bởi vì lúc này là máu nó chảy ra rất nhiều thế thì tôi lấy cái tay trái và cái tay này tôi nâng lên tôi nâng cái cái, cái tay phải của tôi lên và sau đó là tôi bóp vào cái động mạch chủ thì khi tôi bóp lại rất là mạnh thì cái động mạch chủ nó cũng dừng lại thì lúc đó máy nó máu nó chảy ít đi thì tôi vẫn dựa lưng vào cái giao thông hào sau đó là tôi cố gắng là tôi lấy được cái khăn tay bông mà cái khăn tay bông này là rất là mới là tôi quàng vào trong cổ và dắt vào trong các cái kẻ áo thỉnh thoảng là mình trong chiến đấu thì tôi cứ lấy ra là tôi chùi mồ hôi rồi là chùi máu mà cái khăn tay bông này là tôi được phát ở trung đoàn để chuẩn bị về nước đi bao công, mà cái khăn tay bông thì có lẽ là các đồng chí cũng biết rồi, nó rất là bền. Thế thì tôi lấy cái khăn tay bông ra và không biết bằng cái sức lực như thế nào. Nếu như là bình thường thì không thể xé được cái khăn tay bông. Nhưng mà tôi lấy răng, tôi cắn vào mồm và còn cái tay trái nữa là tôi, tôi tôi, tôi, tôi cắn rồi nhì nhằng mãi thì tôi xé được cái khăn tay bông ra và tôi lấy cái tay trái là tôi tự ra rồ cho cái cái cái, cái 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 tay của tôi thì tôi quấn nhiều vòng tôi quấn rất là nhiều vòng quấn dít chặt lại dít rất là chặt lại mà chủ yếu là một tay trái và bằng cái mồm còn hầu như cái tay phải của tôi nó không còn cảm giác nữa thì thì tôi quấn mãi quấn mãi rồi tôi dít chặt lại thì lúc đó máu nó cũng đỡ ra tất nhiên là nó vẫn cứ ròn ròn à, còn lúc đầu khi nó bắn vào đứt cái động mạch này thì máu nó chảy ra nhiều quá Nên lúc đó tôi bị hoa mắt và cảm giác là khi mình nhìn là nó không còn 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 có khả năng là quan sát tốt nữa bởi vì là mắt rất là hoa thế thì cái lúc đó là thằng Đinh Văn Năm nó phát hiện được tôi bị thương thì nó mới lại nó bỏ qua ơi à, để tao mang mày ra thì tôi mới nói với thằng Đinh Văn Năm tôi mới nói là mày cố gắng mày giữ chốt ở đây còn hai chiến sĩ của mày và đồng đội của mày đang bị thương nằm đây rất nhiều nên mày cố gắng là giữ chốt bằng được à, thì tôi nói với thằng đinh văn nam như vậy và sau đó là tôi mới nói với nó là mày lên bắn đi bắn thật mạnh vào để cho nó đừng có lên đây nó đừng khép vây thì tôi quát thằng năm liên tục như vậy thì nó bỏ tôi ra và tiếp tục nó lại chạy đi chạy lại và tiếp tục cùng với hai chiến sĩ nữa là, là chiến đấu ở đó thì khi tôi băng được cái tay của tôi rồi và tôi vẫn lấy một cái sợi khăn tay bông mà tôi xé ra được thì tôi buộc vào cái tay và sau đó là tôi đeo lên cổ trong lúc này thì hoàn toàn tôi mất hết khả năng chiến đấu thế thì, thì uh, hai chiến sĩ kia và thằng đinh văn năm nó là trung đội phó thì nó vẫn quyết liệt đánh trả nhiều đợt quân vân bốt. thế thì nó cũng 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 ngớt đi tiếng súng và quân quân bốt nó cũng lùi ra bởi vì hôm đó chúng tôi tiêu diệt quân quân bốt ở hướng trước mặt và trong cái cái bờ mương 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 dọc cũng rất nhiều nên khi nó lên đến đó nó cũng trùn Nó cũng không biết là lực lượng chúng tôi còn nhiều hay ít Nên được cái may là hôm đó là cái vũ khí súng đạn của chúng tôi rất nhiều Đặc biệt là lựu đạn Nên là cứ thế là ngồi trong hầm là anh em nó quảng ra Thì nó cũng đẩy lùi được cái những cái đợt tấn công của quân quân bốt Thì lúc này thằng Năm nó mới lại nó mới nói với tôi là Quang mày rút ra đi để ở đây tao bảo vệ chốt Mày cứ rút ra thì rút ra về báo với tiểu đoàn là đem vận tải lên và tăng cường cho cái lực lượng là chi viện và lên cứu cái B1 của bọn tôi. Thế thì thằng Năm nó nói đi nói lại thì lúc đó tôi nghe lời thằng Năm thì tôi rút ra. Cái lúc tôi rút ra với là cái lúc mà tôi cảm giác như là hôm đó tôi sẽ chết rồi, không thể rút ra được. Thế thì uh, tôi từ từ là từ, lúc đầu thì cũng bò, nhưng mà bò thì nó rất lâu. Thế thì tôi quyết định là tôi đứng là tôi chạy Tôi chạy thì tôi chạy đến một cái ụ mối Thì người nó bị hoa mắt Bởi vì là mất máu nhiều quá Thế thì tôi mới ngồi ở xuống chỗ cái ụ mối Và cái lưng tôi thì tựa vào trong cái ụ mối Và tôi vẫn nhìn vào cái tay của tôi Trong khi đó là tôi không hề biết là tôi đã có một viên đạn là nó găm vào ngực Bởi vì là nó bắn vào vỡ cái khớp Nên là cái chỗ đó nó rất là đau Chính vì chỗ đó nó đau hơn cái chỗ ngực Nên là tôi không có cái cảm giác đau ở ngực Thế thì tôi với vạch cái ngực của tôi ra Thì tôi thấy là Mình bị thương cả ở ngực nữa Thế thì từ cái chỗ cái ụ mối đó Khi tôi đứng lên tôi chuẩn bị chạy Thì hầu như quân bôn post nó đã Đang khép vây mà nó tấn công rất là mạnh Thì thì tôi cố gắng gắng là Tôi đứng lên tôi chạy Thì khi đứng lên thì chạy cái lại lao đầu vào một cái gốc cây Bởi vì lúc đó tôi mất thăng bằng thì thì tôi chạy được đâu khoảng độ 10 mét nữa Thì thực sự với các đồng chí là khi tôi chạy ra đến đó Thì tôi thấy có một người bị thương Đang nằm đó và đang còn kêu la là cứu tôi với Thế thì tôi mới ngoái lại Thì hầu như là quân bốn bốt Cách sau lưng tôi chỉ còn có 15-20 mét Và nó đang hô trô chô chô Thì hầu như nó đã tấn công lên đến đó rồi Thế thì trong lúc này thì không thể cứu đồng đội được. Tôi xin được khẳng định với các đồng chí chứ không phải là chúng tôi có cái tư tưởng bỏ đồng đội. Nếu như hôm đó mà tôi xác định bỏ đồng đội thì tôi đã bỏ từ lâu rồi. Chứ còn chúng tôi không thể chiến đấu đến cái lúc đó nữa. Trong khi thằng Năm và hai chiến sĩ kia là vẫn quyết tâm là giữ chốt. Thế thì thấy tình hình nó không không an toàn nữa. Thì tôi tiếp tục chạy Tôi cố gắng làm sao chạy để tôi chui vào trong cái rừng tre Thì cái lúc tôi chạy Thì hầu như là quân quân phốt nó đuổi theo Mà hôm đó là hầu như là tôi chạy là Giống như để cho nó bắn là bắn chết thì thôi Tại vì là đạn nó Nó đan chéo Tất cả các loại đạn nó bắn là mù mịt ở đó Thì sau lưng tôi thì vẫn nghe cái tiếng chô chô và, và, và tấn công thì xin được nói với các đồng chí là hôm đó là quân quân bốn, bốn nó chủ ý là nó đuổi nó bắt sống tôi chứ nếu như nó bắn thì tôi chết rồi bởi vì cái cự ly nó cũng khá là gần chứ không phải là xa thế thì tôi chạy mà có nghĩa là lúc đó nó rất là hoảng hốt nó không thể tưởng tượng được cái cảm giác như thế nào thì ngoái lại thì vẫn thấy quân quân bốn, bốn nó đuổi sau đó tôi cứ cắm đầu cắm cổ là tôi chạy thì tôi chạy được vào trong cái rừng tre thì trong rừng tre thì nó có những cái lối lắt léo châu bò nó đi thì các theo cái lối đó là cứ thế là tôi chạy cái lúc mà tôi bị thương mà chuẩn bị chạy về tuyến sau thì thằng Đinh Văn Năm nó có đưa cho tôi một quả lựu đạn và tôi đã lận nó vào trong cặp quần này thì khi tôi chạy hết cái rừng tre thì là nó đến một cái suối mà như ban đầu tôi đã kể cho các đồng chí nghe rồi thì đến đó thì tôi lao đầu xuống đó chạy bán sống bán chết thì mãi thì tôi cũng vượt qua được cái suối đó thì sang bên kia là nó là cái rừng mía thì tôi ngoái cổ lại thì quân buôn Pot nó vẫn đứng sau tôi tôi nhìn tôi vẫn thấy thì lúc này là cũng rất may là cái đạn 37 ly của quân buôn Pot nó bắn chặn chặn đường nó bắn chặn đường rút thì nó bắn vào trong cái vườn mía thì bắt đầu cái vườn mía nó mới bốc cháy những cái đám cháy cũng không phải là cháy lớn lắm Ừ, bởi vì lúc đó nó mới bắt lửa nó mới cháy thôi thế thì cũng nhờ cái đám cháy đó mà tôi không bị quân pol pot nó bắt sống bởi vì cái cụm từ mà để lính pol pot nó bắt sống thì cái này chúng tôi nghe rất nhiều rồi hầu như chúng nó không có chế độ tù binh mà khi nó bắt sống được thì hầu như nó hành quyết bộ đội ta rất là dã man nên là nghe cái từ mà quân pol pot nó bắt sống thì ai cũng hoảng hốt cả thì, thì lợi dụng các cái đám cháy đó thì tôi cứ lao thẳng vào trong cái đám cháy để tôi chạy tôi chạy lắt léo trong các cái đám cháy đó thì cũng rất may là những cái đám cháy đó là những cái đám cháy nó cản bước à, quân quân bốt khi nó đuổi đến nó chủ chủ đích là để bắt sống tôi có nghĩa là tôi lao qua các đám cháy mà khi tôi vượt được qua cái vườn mía rồi à, thì hầu như tóc lông mày và người tôi nó trở thành một cái màu khác và tóc thì nó cháy hầu như là xoăn hết lại lông mày thì cháy hết, mà có cái điều rất là lạ, nó chỉ có thấy đau ở chỗ cái khớp tay thôi, bởi vì nó vừa khớp nó rất đau, à, còn những cái chỗ đau khác, những cái chỗ rát khác như lửa nó cháy lông mày rồi là mặt mũi của tôi, thì cái những cái chỗ đó tôi lại không thấy đau, mà chỉ có biết lo là chạy thôi. thì khi chạy hết được vườn mía thì tôi à, cũng đi lững thững đi chậm lại để giữ sức tại vì nó rất mệt. Thì tôi sờ xuống người tôi thì cái quả lựu đạn nó rơi lúc nào thì tôi cũng không hay biết. Trong lúc này trong tay không có một thứ vũ khí gì. Quả lựu đạn thì bị rơi rồi. Mà trong lúc đó là tâm trí tôi rất là hoảng hốt. Thì cũng rất may khi tôi ra đến ngoài bìa vườn mía thì tôi cũng không xác định được phương hướng đâu. Thì tôi đang còn đi lanh quanh ở bên bìa ngoài cái rừng mía thì tôi nhìn lại thì hầu như đám mía nó đã bốc lửa lên nó cháy rất là cao. Thế thì tôi đi như vậy thì tôi mới nhìn thấy cái công sự mà cái hôm uh, tôi ém quân ở đó thì thằng niềm thằng niềm vẫn đã hy sinh rồi đó nó đào cho tôi một cái hố chiến đấu cá nhân thì tôi có ăn mía tôi nhả ra đó thì tôi mới phát hiện đây là cái vị trí hôm trước mình luồn qua cái vườn mía này sau đó là tôi tiếp tục là tôi đi lúc đó là đi là chỉ biết là cái hướng đó là về tiểu đoàn thôi Chứ còn cái phương hướng để để chính xác thì không nhớ chính xác được Bởi vì lúc đó cái vườn biến nó cháy Mà hoàn toàn ở đó là khói bụi nó rất là mù mịt Nên là cứ áng chừng là đi thôi Thì tôi đi đến một cái vườn chuối Thì lúc đó là trời đã nhá, nhá nhem tối rồi Thì tôi chui sâu vào trong cái vườn chuối Để tôi kiếm một cái chỗ rậm rạp Thì tôi ngồi đó Tôi ngồi ở trong cái vườn chuối và lưng tôi tựa vào cái gốc cây chuối Và tôi kiểm tra cái vết thương của tôi mà trong cái lúc này nó rất là khát nước à, nó rất là khát nước thì tôi ngồi đến khoảng một tiếng đồng hồ thì tôi vẫn là dịt chặt tức là rô lại cái tay của tôi để máu nó được không chảy ra nữa thì lúc này thì máu nó vẫn chảy nhưng mà thỉnh thoảng nó mới giọt ra một giọt thôi bởi vì tôi rô rồi tôi ngồi ở trong cái vườn chuối tầm khoảng độ 2 tiếng đồng hồ không có chỉ còn nghe tiếng súng xa xa nó vọng về thôi À, còn không nghe bất cứ một cái tiếng gì nữa Mà trong lúc này nước khát nước Bởi vì mất máu lên là người mình cũng rất khát nước Thực ra thì cái lúc đó sức khỏe của tôi thì cũng Cũng chưa đến mức độ mà phải ngất Thì thì tôi biết sực nhớ ra cái vườn mía Thì tôi mới rời cái vị trí ở vườn chuối à, Tôi đi quay lại cho cái vườn mía Để cố gắng làm sao bẻ lấy một cây mía Để ăn Lúc đó rất là đói và rất là khát nữa Thế khi người ta mất máu khát mà nghĩ đến cái cây mía là trong người mình nó rất thèm. Nó thèm lắm. Thế thì tôi biết quay lại chỗ cái vườn mía là tôi bẻ được một cây mía. Rồi tôi lại đi quay lại cái vườn chuối. Thì tôi quay lại được cái vườn chuối thì tôi ngồi xuống chỗ cái gốc chuối tôi dựa lưng vào đó. Thì tôi còn cái tay trái là tôi cứ thế là tôi tước mía. Tôi ăn ngấu ăn nghiến. Thì khi ăn có chất ngọt vào thì người nó hầu như nó tỉnh ra nhưng mà nó tỉnh được một lúc thì lại lúc mơ lúc tỉnh chứ không phải là nó tỉnh hoàn toàn bởi vì cái lượng máu trong người mất rất nhiều rồi thì tự nhiên tôi đang mơ màng dựa vào gốc chuối thì tôi nghe một cái tiếng rất rõ là giống như là cái máy thông tin và tiếng gọi ở trong cái vườn chuối đó thì có lẽ là cái máy thông tin là đang còn liên lạc với trung đoàn hay tiểu đoàn thì cái lúc đó là cái tiểu đoàn 6 của chúng tôi là cái cái cái, cái ban chỉ huy của tiểu đoàn 6 là đang nằm ở trong cái vườn chuối đó nhưng mà tôi về đó tôi không biết thì nghe cái tiếng của bộ đội ta và đặc biệt là tôi nghe một cái tiếng rất rõ là cái tiếng của thằng đài thằng đài nó là người ở xã thăng long cùng với xã của tôi làng nó cách làng tôi chỉ có một cây số thôi nên là về thằng Đài tôi biết rất rõ mà nó nhập ngũ vào thì nó làm liên lạc cho tiểu đoàn. Thế thì tôi nghe rất rõ cái tiếng của thằng Đài. Thì tôi mới nghe rõ cái tiếng của nó rồi tôi mới kêu lên bảo là Đài ơi, tàu quang C11 đây. Tôi kêu hai ba lần nó rất to. Kêu như vậy thì thằng Đài nó nghe. Thì trong ban đêm thì thằng Đài nó lần mò đến chỗ cái tiếng tôi kêu. Thì nó mới bảo là ai đây? Tôi bảo tao là Quang đây tàu quang C11 đây, à, à, B1 của tàu chết hết rồi. Thế thì à, tôi nói với thằng Đài như vậy, thì thằng Đài nó đỡ nó dìu tôi về chỗ ban chỉ huy tiểu đoàn 6. Thì khi tôi về đến đó thì hầu như là người tôi đi nó không còn vững nữa. Và lúc đó tôi hầu như là một người như là người mất hồn, chỉ gọi là một cái người sống nó vô rất là vô hồn. Thứ nhất mất máu, thứ hai nữa là tôi rất là hoảng hốt và giống như là trong cái, cái 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 não của tôi là nó bị như thế nào đó thì tôi không rõ nhưng mà rất là khó tả cái cảm giác khi đó. Thì tôi về đến uh, ban chỉ huy của tiểu đoàn 6 thì hầu như là tôi ngồi vật xuống đó và lúc đó là hầu như nước mắt của tôi nó chảy ra là giàn ruộng. Bởi vì tôi nghĩ là cái B1 của tôi và thằng Đinh Văn Năm chắc chắn là không thể trở về được. Nhờ thằng Đinh Văn Năm và hai chiến sĩ kia bắn cản đường quân vân Bốt mà tôi mới có cơ hội để rút về hướng tiểu đoàn. Nước mắt tôi đã có giàn ruộng như vậy. Thì lúc đó tôi còn nhớ là anh Vinh quản lý tiểu đoàn 6. Anh là anh mới nói với tôi là em cứ bình tĩnh, có sao thì em cứ từ từ em đừng có mà lúc đó tôi chỉ có nấc không thôi tức là anh chỉ động viên tôi mấy câu thôi thì lúc đó thằng đài làm liên lạc cho tiểu đoàn thì nó với hô toáng lên bảo là thằng quang c 11 một nó về đây rồi thì nó hô rất là to thì lúc đó là tập trung về chỗ cái hướng tôi rất là nhiều thì lúc đó tôi vẫn để ý được là cái thằng thông tin của tiểu đoàn nó đang còn nối máy với chỗ C11. Thì hầu như lúc đó là C11 bị mất liên lạc với tiểu đoàn. Và sau này anh Hoàng rồi là một số uh, trong cái C11 của tôi là chạy đi hướng nào như thế nào thì uh, sau này tôi cũng không rõ. Thì bị như vậy thì được một lúc sau thì có cái lực lượng vận tải của trung đoàn hay là tiểu đoàn gì đó thì họ có lên chỗ với tiểu đoàn 6 của chúng tôi. Thì khi đi được khoảng độ ba bốn chục mét về phía sau thì tôi thấy thương binh tử sĩ của tiểu đoàn 6 của chúng tôi là nằm ở đó là la liệt ở trong cái vườn chuối trong ban đêm mà tôi vẫn nhìn thấy được là anh em thương binh tử sĩ nằm ở đó rất nhiều thế thì anh Vinh làm quản lý tiểu đoàn thì anh bảo em cứ ngồi ở đây lát nữa thì có lực lượng vận tải thì sẽ đưa thương binh các em ra nên là ở đây cũng là cái vùng an toàn rồi nên là em đừng lúc đó là tôi giống như là người giống như kiểu là bị mất hồn á tôi không có cái cảm giác gì nữa thế thì tôi ngồi ở đó thì cái thằng y tá của tiểu đoàn thì nó mới lại nó mới lại thì nó mới tiêm cho tôi một phát cầm máu và Hôm đó nó tìm tôi hai phát và một phát chữa lực. Thế thì tôi ngồi được một lúc nữa thì đang chờ lực lượng vận tải lên để đưa thương binh tử sĩ ra và cả bản thân tôi nữa. Thì tôi gặp anh Hạnh, y sĩ. Anh Hạnh y sĩ là người thầy của tôi. Trong cái lúc mà tôi từ miền Bắc, tức là từ Thanh Hóa, hành quân vào trong châu Đốc An Giang và sau đó À, chúng tôi quay về Sa Đéc Để huấn luyện Để lên tham gia các cái trận đánh Ở ở Đồng Tháp Thì lúc đó tôi được học cái lớp Gọi là cái lớp cứu thương Mà anh Hạnh này Là anh là người dạy Cho chúng tôi Thì tôi hay gọi anh Hạnh là thầy Thì lúc đó tôi gặp anh Hạnh Thì anh Hạnh y sĩ anh mới nói với tôi bỏ qua ơi em bị thương có nặng không Thì anh hỏi tôi như vậy Thì sau đó là anh đỡ tôi nằm xuống lên một cái băng ca tôi nằm lên một cái băng ca thì anh sờ một lúc anh khám một lúc thì anh bảo là mày bị đứt động mạch rồi và các cái vết thương trong người tôi thì thì rất nhiều đặc biệt là ngoài cái vết thương bị vỡ khớp và đứt động mạch và một viên đạn nó xuyên vào ngực còn người tôi lúc đó là bị cháy rất nhiều tóc tai lông mày hầu như là người tôi bị cháy rất là nhiều nên nó, nó rất là đau rát thì à, anh Hạnh, y sĩ, anh nói với tôi như vậy. Thì được một lúc, sau thì có cái lực lượng vận tải, có lẽ là của trung đoàn. Họ lên để cáng thương binh tử sĩ ra. Và hôm đó tôi còn rất là nhớ là ưu tiên cáng thương binh ra trước, tử sĩ cáng sau. thế Thì lúc đó tôi cũng cứ đòi nước uống, thì à, anh Hạnh, y sĩ là anh, anh không cho uống anh chỉ có rót ở trong cái cái, cái cái, cái bình tông nước ra một ít thôi cho tôi giỏi cho tôi ít vào mồm để cho nó được khô mồm thôi chứ còn cái khi mà bị mất máu có lẽ ai bị thương thì sẽ biết khi mất máu rất khát nước và tôi nằm trên một cái băng ca nằm trên một cái băng ca là là khiêng ra thì cái lúc mà khiêng từ tiểu đoàn 6 ra chỗ trung đoàn bộ thì hầu như là khiêng ban đêm thì tôi vẫn nghe và tôi vẫn nhớ rất là rõ Là toàn bộ lực lượng vận tải này Khi cáng thương binh tử sĩ ra Là bám theo cái đường dây hữu tuyến à, Nối từ trung đoàn Đến tiểu đoàn Thì người ta bám theo cái đường dây đó Để người ta cáng thương binh tử sĩ ra Thì trên đường đang cáng ra Thì trong cái lúc này Là quân quân post Nó đánh cũng đang rất là mạnh Nói chung là xung quanh đó là vẫn đang nghe Tiếng nổ Tiếng đạn bắn thì trong cái lúc cáng ra thì không biết là phía trước có địch hay là không có địch thì tôi cũng không rõ thì tự nhiên đang chạy thì thấy anh em nó nó vứt cái băng ca ra chứ không phải là nó để từ từ đâu đang đi bám theo cái đường dây hữu tuyến như vậy thì nó với cái bịch tôi cái nằm luôn ở trên trên cái cái, 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 cái lối mòn đó thế thì nó nói với nhau là đường trước có địch hay là có cái gì đó thì tôi vẫn nghe thì tôi nghe như vậy thì lúc đó thì sức khỏe của tôi vẫn đang còn chứ không phải là không có sức khỏe. Thì tôi mới nghe như vậy thì theo cái phản xạ thì từ cái băng ca là tôi tôi lăn ra, tôi cứ thế là tôi lăn. Tôi lăn ra à, mép rừng. Để làm sao là 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 con nó có lên thì cũng không không bắt được mình. Đó là cái ý nghĩ trong đầu thôi còn xung quanh đó nó như thế nào thì thực ra là mình không rõ thế được một lúc thì lực lượng vận tải nó lại lại cho cái băng ca thì nó kêu nó kêu thì tôi lại ơi trong bụi thì nó lại khiêng tôi ra nó lại đặt cái băng ca lại tiếp tục mà nó vừa khiêng vừa chạy chứ không phải là là đi bình thường đâu thì khiêng cho một cái ra đến cái phẫu của trung đoàn 9. thì ra đến nơi thì ra đến nơi là hầu như trời đã đã sáng rồi thế thì là lanh qua lanh quanh là từ cái khi mà tôi chạy qua được vườn tre vườn mía rồi về đến vườn chuối để gặp tiểu đoàn lanh quanh khi ra được đến phẫu của trung đoàn là trời đã sáng thì ra đến đó thì anh hạnh anh cũng đi cùng với cái cái lực lượng vận tải là áp tải thương binh ra thì ra đến nơi đó thì anh hạnh y sĩ ấy, anh mới cho tôi vào một cái chỗ gọi là cái phẫu nhưng mà là nó cũng là cái hầm thôi ở dưới đó là được lát ván thì đưa tôi nằm vào đó thì nằm vào đó thì anh nói là để ở đây là tức có nghĩa là lúc đó là về trạm phẫu là người ta sẽ xử lý sơ bộ ở trạm phẫu nằm ở trên đó để cho y bác sĩ ở đó là phẫu thuật thì lúc đó tôi hoàn toàn là bị mê man bất tỉnh không hề biết nữa thì cái khi tôi tỉnh lại thì tôi nhìn ra thì chỉ thấy là xung quanh mình là có ba bốn người y bác sĩ và tôi còn nhớ là có một cái cô y tá nói giọng miền Nam nghe rất là hay thì cô mới nói là anh tỉnh rồi à? à anh có ăn gì không để em lấy thì tôi ngơ ngác một lúc thì tôi lắc đầu thì cô nó ngồi ngay bên cạnh tôi và cô có nói là anh cố gắng ăn lấy một chút để giữ sức khỏe để ngày mai là đưa các anh về nước Nghe như vậy thì tôi mới hỏi là có cháu không? Thì cô ấy mới bảo có. Thì cô múc cho tôi khoảng độ một bát tô cháo và sau đó là tôi ngồi dậy tôi ngồi dậy thì nó không vững đâu nhưng mà lúc đó thì tôi cũng có biết rồi thì cô ấy đút cho tôi từng thìa cháo một một cái hình ảnh mà tôi cứ nhớ mãi có lẽ là do sức trẻ mà tôi thấy nó hồi phục rất là nhanh tôi ăn bát cháo Xong vào người thấy người tôi nó tỉnh hẳn ra à, Nó tỉnh như chưa là có gì cả Thế thì uh, anh Hạnh y sĩ Anh bảo là đến ngày mai Là xe của trung đoàn Sẽ chở bọn em ra Và sau đó là lên máy bay, bay là bay về nước đó, Theo như anh Hạnh anh nói với tôi như vậy Nên là em cố gắng là Ăn uống bởi vì anh Hạnh Anh rất là quý tôi Anh quý tôi từ cái khi mà Tôi đang ở cái lớp học là gọi là cái lớp học cứu thương. Thì ngày hôm đó tôi ở đó thì đến sáng ngày mai thì xe vận tải của đơn vị là vào là chở thương binh tử sĩ ra. Thì khi anh em người ta với dìu tôi lên trên xe thì hôm đó rất là nhiều thương binh thì lúc đó thì tôi chỉ bị thương vào tay và vào ngực thôi nên là tôi vẫn ngồi được. Còn ở giữa là những cái thương binh nặng là vẫn nằm trên các cái băng ca để trên đó. Thì có một cái trường hợp tôi nhớ mãi là bị thương vào não, rồi là cứt đái là ỉa hết ra đó, rồi là cầm tay bốc bộ cất rồi phá lung tung ở trên xe. Tức là bị thương vào não người ta không kiểm soát được nữa. thương binh đó thế thì tôi còn nhớ nữa là một cái điểm nữa là cái anh lái xe anh mới nói anh bảo là từ đây à, ra đến đường lộ à, bọn pol pot nó phong tỏa và rất nguy hiểm nên là tôi chạy hơi nhanh nên là các đồng chí cố gắng là là là, là chịu khó một tí là tôi chạy rất nhanh bởi vì à, cái tuyến đường này nó rất là nguy hiểm thì lúc này tôi mới biết là có lẽ là cả cái trung đoàn của chúng tôi nằm trong cái vòng vây của quân pol pot chứ không phải là 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 mình cái tiểu đoàn 6 hay là cái C11 bọn tôi. Tức là nghe cái anh lái xe như vậy thì bắt đầu là lúc đó là xe chuyển bánh và sau đó là từ từ xe chạy và cứ thế là phóng là chở cho chúng tôi ra đến tận ngoài đường nhựa ở đó gọi là chúng tôi gọi là ngã tư Tà Keo.